Доброе утро. Доброе утро. Как Ну, ва дела? спасибо. Что интересное? Это ты рыбу пожарила, да? Который вы научили мне. Да, показал. Я показывал. А вы показали Да, мне. показывал. Да, я показывал, как готовить, да? Да, Да. но не могла купить бросок картошка. Картошку? Да, не могла, потому что магазин не дают. А, не продают, да? Да, не продают. Не продают картошку, да? Да, но О, интересно. бросок, tức là cái bột mì ạ, cái bột bột của cái củ khoai tây ạ. А, крахмал. Да. Крахмал. Крахмал. Крахмал везде есть. А, крахмал есть. А nếu mà rán bằng bằng bột mì thì nó thì nó mềm, nó không ngon đấy. À, Đây, panela, đây, xin đây. chào. Đây. À, rán bằng bột mì nó mềm, phải rán bằng cái bột crackmall thì nó sẽ cứng đấy. Ờ. Đấy thì tôi rất Yên interesting đấy. yên là nó yêu khá gì là magazine nhỉ? Nó Yêu đây khá spreadsheet. là magazine. Nó đây Đa ô số tí đấy. là nó Đấy. tôn cơ azin magazine muốn sử dụng là đồ đúng rồi, là đồ đúng À, đó là rồi. một sự việc đấy. Đa À, я думаю, что в каждом in магазине крахмал есть, да? А, cửa hàng nào chả có đấy. Cửa hàng nào thì có. Да, Да. Я думаю, что в каждом и магазине есть. Так, надо спросить да. просто, да? Да, и А. сегодня утром рано Я я вставала. встаю, я встаю. А, Я вставал. я Да, встал. Да, встала, да, встала. встала Да. и готовила Да. Да, сразу встала. И утром. готовила, да? Ну и Да, встала. нравится? Очень, Да? очень нравится, да. Да. И он взял с собой на работу. На работу, да? Да. Можно có thể mua cái bột chiên xù ấy đấy. Em có thể mua cái bột chiên xù Đa. đấy. Cái bột chiên xù nó gọi Đa, đa. là bột chiên xù nó gọi là panirobka, 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 panirobka. Đấy. Anh Panirobka. xem em hỏi là panirobka đấy. Đấy. À, em Panirobka. hỏi là Panirobka. yakhachu kupit, Я хочу купить yakhachu kupit, krakmal, krakmal. Krakmal là bột khoai tây đấy. крахмал. Я хочу купить Да. крахмал, да? À, Я хочу купить крахмал. sesam là vừng đấy. Sesam, đấy. Sesam, да. Đấy. И Sesam. панировку. И панировку, да? И И пани панировку. року. Панировку, да. Панировку. Панироку. Панировка. Панировка thông thường Панироку. mình có thể làm bằng bánh mì được em ạ, đấy. Bánh mì cũ ấy, À. đấy. À, bánh mì cũ ấy, đấy. À, bánh mì cũ Bao nhiêu? à, ví dụ như là bánh mì thì là thông thường là trong nhà bao giờ chả thừa bánh mì đúng không? À, thừa thông thường hay thừa bánh mì Là thông thường họ làm bằng thường bánh mì trắng ấy đấy. Bánh mì trắng thì là người ta thái miếng nhỏ ra sau đó là người ta phơi cho nó khô đi, cứ để trong nhà nó có khô, để trên bậu cửa sổ nó có khô đấy đó. vâng. Thế xong sau đó là gì, là người ta cho vào cái máy máy xay cà phê, nếu có cái cối xay cà phê ấy, cho vào xay hoặc là cho vào cái những cái máy xay sinh tố ấy đấy. Đấy, Vâng. cho vào đấy mình xay xay cho vào đấy mình ấn một hai lần thì là nó xay nhỏ nhỏ ra thôi, không cần mịn lắm đâu, nhỏ nhỏ vừa thôi đó, thì cái đấy nó gọi là panirok đấy đó. Đấy Interesting. đấy 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 Sisi đấy vốn à, nhà solution. Mới nghe đá giờ. đây đây No, đấy Abuchin là đá là petit gì? đây 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 No, đây 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 yak cormila đây petit gì? caramel, Nè. yeah caramel, Caramelio. caramel, đây 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 yeah Caramelio. caramel, đây Petit gì? à caramel, Ôi. caramel đấy, Caramelio. caramel Petit chips, gì? нет, petits, Caramelio. petits, Petit. chips, Много đây đó. đây số lượng đấy, Caramelio. caramel chips đấy, Caramelio. caramel Petit. chips đấy đấy. Nhưng mà mình có Vâng. thể là gì, mình phơi khô, mình thái ví dụ như là bánh mì cũ ấy, bánh mì cũ mà mình không ăn nữa ấy, đấy, mình không ăn nữa thì là gì, Nè. mình thái nó nhỏ nhỏ như là cái hạt xúc xắc ấy. Em biết hạt xúc xắc không, Vâng. cái hạt xúc xắc để chơi cá Em biết ngựa ấy ạ. đấy, hạt xúc Vâng, xắc em biết đấy ạ. Em đấy biết đấy. cái
mình hình lập mình phương nhỏ đây nhỏ. đây 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 mình gọi cái đấy là hạt xúc xắc đấy, hạt xúc xắc đó. Là... Mình thái bánh mì nó nhỏ nhỏ những cái hạt đó đấy, xong rồi để phơi cho nó chóng khô đấy. Nó phơi khô thế đi là mình xay qua đi cái xay xay mình cho vào máy mình ấn một hai lần đấy, chích 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 cái thì là coi được rồi, nó xay vụn ra được rồi đấy. À, Đó. vâng. Thì Nó xong xong. như bài út là bốt chứ sao? À, nhiệt như bỏ Như chứ như sắc. bài út bốt chứ sao? Nhiệt Như nhiệt. bốt chứ. Nhiệt như bỏ chứ Ừ. sắc đấy. À như vậy là gì? Xong rồi đến khi sau đó là gì? Mình khi mà mình ngâm cá đấy, ngâm cá thì là gì? Ừ. À, cá thì là mình sau khi mình ngâm tẩm cá rồi nhé, thì mình đập một Vâng. bát trứng này, một một quả trứng để bên cạnh này, à, một quả trứng mình đánh 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 tan đấy nhé, đánh tan quả trứng ở trong một cái bát nhé. Thế xong rồi sau đó Vâng. là gì? À, đầu tiên là mình nhúng vào trong cái bột khoai tây này, sau đó mình nhúng sang cái xe bát trứng này, đấy, nhúng sang bát trứng này. Sau đó mình lăn vào trong cái bột trong cái vụn bánh mì, xong rồi lăn vụn bánh mì đấy À. đó, thì là xong đó mình cho vào rán, thì là lúc đó nó hơi xù xù như cái bột chiên xù trông là rất là đẹp đấy đó. À, Đấy, như là đấy gọi là pani roca cả đấy, pani roca is là khlep đấy, khlep là đẹp bạn đó. Đây đây đấy, đây em nhìn này cách người ta làm đấy, là à, pani roca đó đó đây này, cái bột à bánh mì đây này à, vốt 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 à đấy đó đa đa đấy. đa Thế xong đến khi cho vào rán rán cá này đấy, vẫn rán cá đấy, mình lăn lăn vào cá à, lăn vào cá à, có người người ta lười thì người cho vào trong cái túi cho người ta lấy cái búa người ta đập đập thôi đấy đó. Đây đấy đấy đó em nhìn thấy không đấy, đa vốt vốt cái bánh mì cả đa vốt đa đấy, đa vốt cái tên chi đấy à. А вот это разные вещи, да? Вот так вот. Đó, bây giờ. Я уже писала Blue, три blue, blue да, blue да. Three blue да. blue Да. да Gaparili Да. Pisa Да. À, đây này em xem đấy, đây là người ta sau khi người ta lăn vào trứng ấy, xong người ta để vào trong trong cái bột vụn bánh mì đây đấy, đó, đây là bột vụn bánh là mì, đó, làm cái đấy mình có thể thể là làm bằng mình rán cái than gà này cũng được em này, đấy, rán than gà này, đấy, đa than gà này nhé, cái than gà này ví dụ một cái than này mình lạng nó ra làm ba, vâng em nhé, lạng nó ra làm ba, thế xong sau đó là mình lấy búa mình dần nó ra. Xong sau đó mình rắc muối tiêu cái thứ lên đấy, à, mình Vâng. lấy một cái bát này, lấy một cái bát nhá, em lấy một cái bát nhỏ ấy, Vâng. em cho vào đấy một thìa bột canh này, à, một thìa hạt tiêu này đấy, thế rồi một tí chút mì chính Vâng. này, nếu mà thích cho thì một tí chút mì chính không có thì thôi đấy. Thế xong thì Vâng. nó có cái bột cờ no ấy em đấy, em cho vào đấy một Vâng. một thìa đấy, ba cái thứ đó em trộn với nhau. Thế xong thì cái thì là này em thái nhỏ nó ra đấy, thái nhỏ ra em cũng cho vào đấy, em Vâng. cũng trộn trộn lên. Xong sau đó là gì, à, sau khi mà mình dần cái miếng thịt gà đi, sau đó là gì, mình rắc cái những cái muối tiêu đó của mình trộn đấy, à, muối tiêu trộn của mình rắc lên đấy, rắc nhiều lên. Xong sau đó là gì, mình lăn qua lúc này, lăn qua bột, lăn qua bột xong rồi lăn vào trứng đấy, lăn vào trứng. Xong sau đó Vâng. mình lăn qua cái vụn bánh mì đấy, lăn vụn bánh mì đây này, lăn đấy Vâng. đó. Sau đó mình rán, à, để nhỏ lửa thôi, à, lửa vừa vừa nhé, rán vàng hai mặt, Vâng. em cứ rán vàng hai mặt đấy, à, sau khi Vâng. rán vàng hai mặt rồi em chỉ cần rán vàng hai mặt, xong rồi, ví dụ em rán hai miếng ba miếng, à, đó. Xong sau đó em cho vào một cái khay ở trong cái lò lò nướng ấy đấy, à, nhà có lò nướng cái Vâng. gì đấy đó, Vâng. em bật lò nướng lên 180 độ, em để độ khoảng 10 phút 12 phút đấy, đó thế 180 là độ để 10 đến 12 phút. 12, có thể để khoảng 12 phút đấy, à đó, Vâng. à, thì là nó sẽ chín, tức là trước khi em cho vào cái khay thì là em trải một cái tờ giấy bạc lên, trải tờ giấy bạc lên khay Vâng. ấy, nhé. Xong sau đó em để ba cái miếng trứng, em ba cái miếng thịt gà em vừa Vâng. rán lên em cho vào đó, thì là để làm gì, là nó sẽ chín kỹ mà chứ, nó sẽ chín kỹ bởi vì khi mình Vâng. rán có thể nó chưa chín kỹ ở bên trong mà đấy Vâng, đó, vâng. à, rán phải khéo thì nó sẽ chín kỹ, còn nếu mà các em mà chưa biết thì nó sẽ không chín kỹ. Thế còn đây là Vâng. cái nó gọi breadcrumb này, breadcrumb là vụn bánh mì đấy đấy, nó Vâng. bán ở cửa hàng đấy đấy, vụn bánh mì, vụn bánh Bread. mì đây nó gọi là pani roca đấy
mình gọi là panirục này. Rồi. À, đó, hoặc là đây nó gọi panko này, sukari panirục này, panirovich này đấy, panirovich này đấy, đó, sukari panirovich này, đó chính là cái vụn bánh mì để mình lăn và mình dán đấy, đó, đây, đấy, Vâng. đó. Thế cho nên là đây đây là những cái món ăn mà rất là dễ làm và dễ ăn đấy, và nó có tính nó lại vừa ngon miệng và vừa vừa đẹp mắt Vâng. nữa, vừa đẹp mắt Đạo đó. chữ cốt Đây 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 nè, đây đây vất tác vất thế khi việc gì em muốn lấy tạc xưa nó đâu chít sa chít sa nào được Y tidak là bất kỳ vô các đa số rít một giờ siêu đa à di lát đa chirat vesti y no ubras ubra là khúc nhì và đã mesta đã vô là ừ ô chín bất kỳ y ừ udop nè đã u đột này đấy i bước tới u prostana đột da đấy rana vastavayo chút đã chút rana vstavat nha rana vastavat đã rana vstavat nada rana vstavat đấy Da. rana vstavat đã Раньше каждый день с ребенком вместе и полчаса его, но сейчас даст его папа. Да. И я хожу кухни, я хожу кухни На и кухню. на кухню Да, на кухню. и готовить. И Готовить. готовлю, Да, да. готовить. Да. Готовить Да. Ну вот. Nó chít đây nó có những cái từ này đấy, từ này khi em xem video thì em nè. thấy đấy, crackmon, Vâng. sizam, sizam là hạt vừng đấy, sizam đấy, Vâng, xin chào. sizam đấy, và pani, đây là panirukka, panirukka, panirukka đấy, Bao nhiêu panirukka cả. đấy, panirukka, panirukka đấy, Nè. đấy, đó, Nè. đại khái là như vậy đấy. Ну, чаши готовить и все. Lúc đó thì sẽ quen tay đấy. Người ta cái từ tiếng Việt là quen tay, quen tay. Đà. Tiếng Nga là nabit ruki, nabit Nạp biết được nabit ruki đấy, nabit ruki, Nạp nabit biết ruki đấy là quen tay đấy, Rupi, nạp biết Rupi Nạp nabit ruki hoặc là quen tay Nạp rồi, biết đã quen tay rồi Rupi đấy, ruki Nạp nabit tiye, nabit Nạp biết là tiye, Nạp biết ruki tiye nabit tiye, đấy ruki nabit tiye tức là gì, đã quen tay rồi đấy. Thế À nói ví dụ nha, u Nạp minha rukina biết bịt tiệt đấy, tôi đã quen tay rồi, tôi cho nên tôi nấu ăn rất là Cũng nhanh mình đấy, mà phải tôi ngồi gato bị hồi sinh booster đấy. Vậy Nè nó vất tác vậy đấy Mình đấy nha Ruki đấy ему же нравится đấy ему же нравится Nạp biết tiền и он Ok видит что ты стараешься и он будет тебе очень любить вот так вот đấy вот так сказать đấy Поэтому говоря, что вот ключ к сердцу мужчины это еда, да? Это еда. Готовить Да, вкусно, да? Готовить хорошо. Так, хорошо. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ lại xem tiếp cái bài hôm trước chúng ta đã hôm trước. Hôm nay chúng ta sẽ theo chương trình nhé, thì chúng ta sẽ lần lượt sẽ cùng nhau là ôn tập lại 6 cách nhé, để cho em củng cố lại 6 cách nhé. Lúc Vâng. nào mà chán thì bảo nhé Không ạ. Cho em câu đấy xin một 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 phút được không ạ? đây mình sẽ dịch và mình sẽ gọi là mình sẽ giải thích cho cái từ Monday Green này là một cái từ mà khi mà các em không hiểu một cái gì đó, ví dụ em nghe một bài hát Vâng. nhé, em nghe một bài hát nhé mà em không hiểu nó nhé, Vâng. em không hiểu nó Vâng. thì cái đầu của em ấy tự dưng nó sẽ cho em một cái từ gì đấy, tức là nó tự nghĩ ra trong cái đầu em, tự nghĩ ra cái từ gì Vâng, đó ăn vâng. áng như thế đấy chứ, để làm gì, Vâng. là để nó bảo rằng là đấy là em hiểu cái từ đó như thế đấy, em hiểu chưa? À, em Đó hiểu ạ. có nghĩa là gì, đây là cái từ này, tiếng Nga của nó không phải là cái từ Monday Green. Monday Green là cái từ này là từ ngoại nhập, nhưng cái từ tiếng Nga Vâng. là Aslushka, em hiểu chưa? Đó, Vâng. cái từ đó là từ Aslushka. Thế vậy bây giờ khi mà người ta nghe một bài hát, em nghe bài hát bằng tiếng Nga mà có nhiều từ em không biết, em hiểu chưa? Đó Vâng. thì nhiều tiếng không biết thì cái đầu của em ấy, thì cái đầu của em nó rất sáng tạo, hiểu chưa? Nó sáng tạo là Vâng. gì, nó sẽ nghĩ ra một cái từ gì đó gần ăn áng với cái từ đó, em hiểu chưa? để Vâng. để để nó bảo rằng là đấy cái bài hát người ta hát như thế, nhưng trên thực tế không phải, Vâng. trên thực tế là không phải, cho nên là nhiều khi mà nó xui em nghe những cái từ nghe nó rất buồn cười Vâng. em nói hơn Em nữa là hiểu. gì, gần như là nó gọi là mình, nó xui dại mình nghe ấy. Đấy, nó xui dại mình rằng Vâng. là cái từ đó nó là như thế, nhưng không phải, em hiểu chưa? Đó
Thế cho nên là cái từ này, cái từ Asluska, em nghe cái từ, em tra cái từ Mondegreen ở đâu ra này? Đấy, À, Mondegreen. cái từ này em chính cái lúc mà trước khi buổi học ấy, em xem cái trang web mà anh giới thiệu cho em cái Facebook mà cái nhóm nhóm dịch ấy, cái gì mà Hulipay dạ vâng, thì có một người phụ nữ viết một cái bài xong có nói cái từ này Về thì Mondegreen đấy. Mondegreen vào này thì em lấy cái từ đấy là cái việc là nghe nhầm, mình gọi là việc nghe nhầm. Nghe nhầm ra. đấy, Asluska là nghe nhầm, nghe vậy đấy. Đó. Vâng. Đó thì có nghĩa là đối đặc cái điều đó đặc biệt thường xảy ra với những người học ngoại ngữ. Những người học ngoại ngữ thì Vâng. khi người ta nghe một từ người ta lại tưởng là cái từ khác. Em hiểu chưa? Vâng. Bởi vì sao? Nghe phải cái một cái từ mà người ta không biết đấy thì cái bộ óc của người ta ấy, là nó vẽ ra một cái từ khác ăn áng gần như thế, nó bảo đấy người ta nói như vậy, nhưng trên thực tế nó không phải là như vậy. Cho nên là mới dẫn đến cái Vâng. chuyện là gì, mới dẫn đến cái chuyện là Asluska, tức là gì, nghe nhầm. Nghe nhầm tức là nó gây buồn cười. Thế vậy thì ở À đây là gì vâng. nào? Smishny story, neprávidné interpretace. Đấy, cái từ Những câu interpretace chuyện này là gì? cười. Cái việc cháo từ đấy, cháo từ. Vâng. Interpretation là việc là slope đấy, slope đấy, là việc việc thay đổi từ, việc thay đổi từ đấy. Đó ở trong 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 bài hát đấy, đó nó gây ra những cái câu nó buồn cười thôi đấy. Đó đại khái là như vậy. Đấy, cho Vâng. nên từ Mondegreen, thực chất ra thì những cái từ đó là đối với những cái người mà người ta ở cái trình độ cao ấy thì người ta mới để ý những cái đó. Thế còn đối với Vâng. như các em chẳng hạn trình độ ví dụ như là Vâng. A1, A2, B1, B2 thì cái đó đang trong cái giai đoạn đầu của giao tiếp, không nên để ý đến những cái Vâng. từ đó. Bởi vì sao? Nó những cái từ đó là cái thứ nhất là nó ít dùng, Vâng. cái Mondegreen này có mấy mấy khi người ta dùng đâu đấy, À, mà em thử cái lúc đấy em thử đấy ạ. thế mà người Em Nga nhé. xem đấy họ nói đấy. Người Nga thì người ta Vâng. nói là Asluska, người ta không dùng cái từ Mondegreen. Mondegreen là cái từ ngoại nhập Vâng đấy, vâng. đó nó không phải là từ Vâng. thật đấy. Đó vô khách. Thế bây giờ tiếp Vâng. theo chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cái cách 6 đấy, ôn lại cách 6 xem nó như thế nào Vâng, đấy. vâng. Em có vẻ nhìn những cái bảng này em thích đúng không? Đấy, chả có gì mà thích cả. Vâng. Đấy, thật chả có gì mà thích cả. Bởi vì sao? Là gì, mình nói thật với bạn nhé, là mình học ngoại ngữ ấy. Tất nhiên trong cái thời Vâng. kỳ mà còn học trong trường thì mình không nói đấy, thời kỳ mình học trong Vâng. trường không nói, nhưng mà sau khi ra trường rồi thì ra trường sau khi ra trường thì là mình có một cái điều kiện là gì, là mình được đi học, tức là học tiếp tục học chuyển tiếp, người ta học chuyển tiếp, nó gọi học chuyển tiếp đấy. Đó Vâng. mình học học chuyển tiếp là ở ở Kiev đấy, ở Kiev là thủ đô của Vâng. nước Cộng hòa Ukraine. Thì lúc đó là gì, là mình đã có cái điều kiện là va vấp với ngôn ngữ ngay đấy, đó ngôn ngữ thực Vâng. tế ngay. Cho nên là sau đó là gì, mình chả bao giờ để ý những cái bảng này đâu, mình chỉ giao tiếp thôi. Mình rất thích đi giao Vâng. tiếp, làm quen, mình nói chuyện với người này người khác đấy. Thế và Vâng. mình hay chơi với những cái người mà nói chung là cái bọn trai trai trẻ con ấy đấy, họ cùng Vâng. tuổi với mình. Thế là chúng ta hay dẫn đi chơi khắp nơi, rồi là thậm chí là đi trèo vườn nhà người ta để hái táo gì vân vân này khác, rồi đi Vâng. hái khoai tây, đi đi thu hoạch khoai tây, rồi tất cả những cái đấy là gì, là trong cuộc sống. Cho nên là gì, mình học là học bằng bằng thực tế, chứ mình không học bằng sách vở đấy. Đó Vâng, em đấy, hiểu rồi. thế nên khi mình quay lại với những cái bảng này, mình thấy các bạn là có một số bạn rất thích sưu tập những cái bảng này. Mình thấy cái việc đó nó cũng tốt thôi, nhưng mà trên thực tế nhìn cái bảng này nó rối mắt. Đó, bây giờ chủ yếu ở trong này nó là cái gì? Gdzie żywot đấy. Qua cái bài tập ở trên, cái bài tập ở trên của chúng ta là gì? Bài tập ở trên của chúng ta là giới thiệu người này người khác đấy. Đây, đấy. Đó. Thì ở đây người ta mới hỏi là gdzie żywot nasi gdzie. Các nhân vật của chúng ta sống ở đâu? Gdzie là nhân vật. Các nhân vật của chúng ta Em cũng sống rất ở đâu? anh Đấy, đấy. Đây là các nhân vật đấy. hùng. Các nhân vật. Đó. Ukawo yesimya. Ai có gia đình? Tôi chia ra bộ tết ai làm gì đấy, ai và ai và làm việc ở đâu đấy, ai làm nghề gì, làm việc ở đâu, đại khái như thế. Thì chủ yếu ở đây thì chúng ta dùng là với cái kiến thức là ở cách 6 đấy. Cách 6 thì nó có một cái trang này, trang này thì bây giờ em mới thấy như thế này. Trang này em thấy như này đấy. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái trang này sang bên này đấy, đó. Đấy, ghê Ghê rồi đấy, rồi, ghê rồi, nhân vật. ghê rồi là nhân vật đấy, ghê rồi nhân vật. Đã. Đó thì ở đây chúng ta thấy là gì nào, cách 6 này,
Cái sáo ở đây chúng ta nhìn thấy đầu tiên là có các từ engineer là giống đực, universitier là giống đực, sanatori giống đực đấy. Đó thì Vâng. nó chia làm hai phần, chia làm hai phần đấy. À đó, chúng ta nhìn thấy đây là gì nào? Để bỏ cái này đi. Vột. À, cái phần trên này của chúng ta đấy, phần trên này của chúng ta là gì? Là hai danh từ, hai danh từ giống đực. Hai danh từ đó là gì nào? Danh từ engineer, universitier Engineer, kỹ đấy. sư. Đấy. Vâng. Engineer, thì có đuôi gì đấy? Yeah. Ở cái sau đấy. Yeah. Vâng. Universitier có đuôi yeah đấy. Đấy, đúng không? Thế vậy thì ở đây chúng Vâng. ta có thể thấy là gì nào? Cái 6 ở đây sẽ có đuôi yeah đấy. Đấy. Cái 6 ở đây của chúng ta sẽ có đuôi yeah. Đấy. Chúng ta sẽ viết ở đây yeah đấy. Đó. Cái 6 ở đây có đuôi yeah. Thấy chưa? Đấy. Đó. Vâng. À thế bây giờ em nhớ rồi, em nhìn cái chữ này nó rối mắt. Em nhìn đây, engineer, Vâng. rie, universitier, chie, đấy. Thế bây giờ có Vâng. đối với danh từ giống đực nó có một dạng đuôi nữa là dạng đuôi y y y đấy. Nếu dạng đuôi y Vâng. thì nó sẽ có cái đuôi gì? Sang cái sau sẽ có đuôi gì Đấy đấy? Y y dài y. đấy. Đó. Thế Vâng. vậy thì đến đây nó có dạng đuôi thứ hai đó là dạng đuôi y y đấy. Vâng. Đó, đuôi y. À, cái vụ universitet và upper universitet, upper eduman đúng không ạ? Tức là nghĩ về Đúng trường rồi, đúng đại rồi, đúng học. rồi đấy. Vâng. À mình đây mình chưa quan trọng là giới từ ở cái Vâng. 6 đấy. Đây là giới từ cái 6. Đây là Vâng. giới từ cái 6, mình chưa nói đến nó đấy. Mình nói đến cái đuôi của Vâng nó đấy. vâng vâng. Chứ em Vâng. nói sai đuôi mà. Vâng Còn giới vâng từ đúng ô em ạ. biết rồi đấy. Ô em biết rồi. Vâng. Giới từ vờ biết rồi, giới từ na biết rồi, đúng không? Đấy, Vâng cái vâng đó. Chỉ có vâng. điều em nói sai đuôi thôi. Thế vậy thì để là khỏi nói sai Vâng. đuôi ở đây lưu ý. Đối với danh từ giống đực thì có dạng đuôi gì? Ye và Đuôi i. E rồi e đấy, yeah đấy, vâng và y, yeah và y, em đúng không đấy. Đó, vâng. thế bây giờ danh từ giống chung nào, mô đi cái mô đi More giữa đá nhì e. giữ À giữa nguyên đá nhì thì e giữa đá nhì y đấy. Đó, đúng chưa? vâng À đúng chưa? vâng Thì vậy thì nó cũng tương tự như vậy đấy, nó cũng tương tự như vậy, vâng nó cũng có hai dạng đuôi yeah và y đấy. À nó cũng có hai dạng Vâng. đuôi yeah đấy, và dạng đuôi thứ hai là gì? Y y. À Y đúng chưa? Vẫn vậy, yeah và y. Đó. À thấy chưa nào? Đó. Thế bây y. giờ chúng ta sẽ sang danh từ giống cái. Danh từ giống cái. Giống cái có Marina. Nghĩ về cô Marina thì Marin nhé. Đuôi e đúng không? Có phải không? Vâng. À có phải không nào? Vâng. Đấy. Đó. Thế và auditoria đuôi y à. Đấy. Đó. Autori. À thế là gì? Auditori, auditori đấy, y Vâng. à đúng chưa, y đó. À chitrat, chitrat là danh từ giống cái có tận cùng bằng một dấu mềm đấy, Vâng. và nó cũng là thành chitrat gì đấy, chitrat Vâng. gì đúng chưa, chitrat gì đó. À thế vậy thì qua đấy thì em thấy là gì? À đối với danh từ trong cái 6 đấy chỉ có hoặc là ye Vâng. hoặc là y đấy, mà y y này Vâng. thì nó cũng là y đúng chưa, Vâng. y y nó cũng là y đó đúng chưa nào. Thế vậy thì Thì trong trường hợp nào nó là ye, trong trường hợp nào nó là y? À nếu mà tính trường hợp là ye này hơi nhiều đúng không, thế vậy ta Vâng. tính trường hợp nó là y. Khi nào nó là y? Khi nó có đuôi y y, khi có đuôi y ye, khi có đuôi y ya, khi có đuôi dấu mềm. Mấy trường hợp? Bốn trường hợp ạ. 4 đúng không? Trường hợp thứ nhất Vâng. có đuôi y y. Gặp Trường hợp thứ hai có đuôi y dè. Trường hợp thứ ba là đuôi y y dạ. y à Trường hợp và thứ tư là y dấu à mềm. giống mềm. À đúng không? Nhắc kỹ Đấy. năng. Đấy. Đó. Thế vậy thì vậy thì qua đấy chúng ta thấy là gì nào? À qua đấy nhé. Qua đấy. À qua đấy nhé. Ta bỏ luôn cái này đi. Em viết này nó viết Vâng. lắm chữ. Nó viết lắm chữ quá làm gì? Làm chúng ta khó nhớ đúng không? Đấy. À, Đây, đây. bỏ luôn cái này đi. Đúng chưa nào? Đó. Vâng. Thế vậy thì bây giờ chúng ta có kết luận. Trường hợp nếu mà có đuôi y y
Trường hợp thứ hai là gì? Yè. Trường hợp thứ ba là gì? Yà. Trường hợp thứ tư là gì? Có dấu mềm đấy. Đó. À, dấu mềm, đúng không? Đấy. Đó, dấu mềm. À, đó thì chúng ta đi viết như này cho nó hợp lý này, đấy. Đó. Đây là thể hiện nó là cái đuôi mà, đấy. Đó. Thế thì có mấy cái trường hợp như thế này. Đấy. Trong trường hợp như thế này thì nó sẽ có đuôi y. Đúng chưa? Đây là cách 6. Trong hơi những trường hợp này sẽ có đuôi y. Thế vậy thì tất cả những trường hợp còn lại nó có đuôi y. Thế là thôi khỏi phải suy nghĩ. Đà. Đúng không? Đúng nhá. Vô, tôi chỉ là ông chi sai. Đấy, đó. À thế. Thế vậy gì? À, các em cứ suy nghĩ cái bảng làm cái gì? Bỏ cả cái bảng đi, thế là xong. Đấy. Đà. Đó. Đó, đứng chưa nào? Thế vậy thì ta nhớ bốn trường hợp. Đuôi y y, đuôi y y, đuôi y y, đuôi đờ dấu mềm đấy, đuôi có dấu mềm đà. Thì nó thành y đấy. Thế vậy gì? Cứ có cái gì có đuôi lòng ngoằng thì nó là, thì nó là y, đúng chưa? Đó, cái gì nó không có lòng ngoằng thì nó là e. Đó, em vậy đó. Thế vậy đà. Thì đây chính là cái mà em cần. Em không cần cái bảng mà em cần cái này, mà em cần cái này là cái cần cho em đấy. Đó đà. Được chưa nào? Đó, thế là xong, thế là xong cách 6 đó. Thế bây giờ nói đây là gì? Đây là danh từ. À, thế nhé. Thế bây giờ như thế này. À, danh từ cái 6 thì có mấy dạng, nó sẽ có mấy dạng gọi là giấy từ. Giấy từ cái 6 có thể là giấy từ ô. Đấy. Ô. Giấy từ ô. Hoặc là ốp bờ. Đấy. À, có thể là ô thì nó có thể là thành ốp bờ. Hoặc có thể là A3. Đúng không? À, đúng không? A3, à, A3 thì nó chỉ có duyên một cái dạng là A3 mình nghe thôi. Đúng không? À, đấy. Thế còn yeah. Over thì khi nào là over? Over khi nó cộng với khi nó cộng với nguyên âm, phụ âm, phụ âm nguyên âm, nguyên âm đấy. À, nguyên âm. Còn o là khi cộng phụ âm. À đó, đúng không nào? À, thế vì đây là khi nó cộng với nguyên âm, ta biết đi nhé. À, nguyên âm, nguyên âm đấy. À, nguyên âm đấy. Đó, cộng với nguyên âm. À, biết như thế đấy. Thế còn lại trường hợp còn lại thì là ô đấy. Đó, anh chị nào. Thế vậy thì nói tóm lại ô ô bờ A3 thì vẫn là một. Đúng không? Vâng. Đấy. À, dạng giấy từ thứ hai đó là giấy từ vờ. Dạng giấy từ thứ ba là giấy từ na đấy. Na. Đấy. Đó, thế đa phần là sử dụng ba cái giấy từ này đấy. Đó. À, nó còn có dưới dạng giấy từ gì nữa? Giấy từ po. Giấy từ po này nhiều người không biết, ví dụ là nói đà, gì, gì, bây giờ nói... bây giờ chồng đi làm về em bảo em nhớ anh lắm, nói nào. À đấy, escuchar un poco pie tiếng Anh thì dễ rồi đấy. Tiếng Anh là gì? I miss you đấy. Đúng không? I miss you thì là xong đấy, đúng không? Chẳng có phải giới từ dẹo gì cả đấy, đúng không? Đúng không? À thế nhưng mà trong tiếng Nga thì sao? Tiếng Nga là sao nào? Ya Kuchayu, kuchayu, pochibie. À, pochibie đấy. À, đúng không? À. Ồ, đây là cái 6, em cứ nghĩ là cái 3. Kuchayu đấy. Pochibie. À, yes, kuchayu, pochibie đấy. Đây là giới từ cái 6 đấy. À, đây là giới từ cái 6. Yes, kuchayu, pochibie. À, đó. Thế vậy thì tiếng Nga riêng đây trong trường hợp này đây là cái giới từ po ấy. À, trên thực tế cái giới từ po trong cái 6 nó chỉ dùng với cái động từ này thôi đấy. Đấy, chỉ dùng với động từ này. À, đó. À, thế cho nên là chúng ta có thể loại trừ cái giới từ po, giới từ po cũng có đấy. Nếu mà nó chỉ dùng với một động từ này thôi thì còn nói chuyện quá nhỉ, nó có dùng động từ nào khác nữa đâu. Đấy. Đà, đà. Em hiểu chưa nào? Đó. Vâng, cái từ na thì ít dùng, đa số là không, na na thì cũng nhiều chứ em. Na na vờ thì dùng thường xuyên. Na vờ dùng thường xuyên, cái đó nó không có ý, không có quan trọng gì cả đấy. Thế bây giờ bây giờ em nói là tôi đi làm ở nhà máy. Yerabotayo. Yerabotena và đợi em tí. Cái từ zavod. Zavodie. Zavodie đấy. À, cái đuôi là gì? Đuôi là za vột. Đuôi za vột không thuộc một trong bốn dạng đuôi này. Đúng không? Thì nó là na zavodie, đúng không? Đấy. Na zavodie, đúng không? Đấy. À, na zavodie, đúng không? Đấy. À, bây giờ người ta có từ zadanie. Zadanie. Zadanie là gì? Nhà. Là ngôi nhà đấy. Tadanie. Đấy. Thì đây là nó một trong bốn cái dạng đuôi này. Một trong bốn dạng đuôi này thì là gì?
Vâzda nhì, ở trong tòa nhà. Zadani. Vâzda nhì, Zadani. vâzda nhì, đấy, vâzda nhì, đấy, đó, đúng chưa? Đó, Na. vâzda nhì, à, đó. Thế em nói là, à, tôi ở trong cái bức ảnh này. Dạ, vâng, Giá ế vờ tới, vờ à, đấy, Cartine à, à, photography đấy. Dạ, đây mà nó là Photography Yana, Yana ế tới. Photography phi y ấy Phi phi thành phi đấy, đây là một trong bốn dạng đuôi Đa này đấy, Phi đúng không? Đó, đây Đa là một trong bốn dạng đuôi này. Ya na ete photography đấy, đó. Ya na ete photography đó. À, đại khái là như thế. Thì nhiều khi là chúng ta chỉ cần bảng biết nhưng không cần nhớ, chúng ta chỉ cần nhớ bốn cái đuôi này thôi là chúng ta biến đổi được đuôi đấy. Thế điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là gì? Một cái điều nữa là gì? À, chi bìa, chi bìa. Trên thực tế cái âm ye này nó phát âm rất là, nó hơi có ye, hơi có y đấy. Nó ra vô ye, nó ra vô ye đấy. Đó, à đó. À, thế cho nên là chúng ta nói nếu mà nó có hơi lẫn lẫn sang y một tí thì nó cũng không sao cả. Đấy, quan trọng là gì? Quan trọng là em nói đúng cái trọng âm thôi. Đấy, đó. Như vậy thì qua đây chúng ta đã học xong cách 6 rồi. Đấy, học học xong cách 6 rồi. Cách 6 dễ mà. Đấy, đó. Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái quan trọng ấy, là nó không phải là danh từ, nó quan trọng là cái giới tính từ. Tính từ em biến đổi như thế nào? Bây giờ nhưng trong 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 tính từ, trong tính từ thì trong tiếng Nga tính từ có mấy loại đuôi? Tính Tính từ từ có loại ba đuôi bốn ơi, một hai ba dùng tính chung từ có dùng loại cái đuôi y giống ý, được đúng chưa? Tính từ có loại đuôi ôi, ơi y ôi thế là hết ai da không? đây là nguyên dùng được ạ Nguyên thể, nguyên thể đấy. Tính từ kiểu nguyên bộ thể thì có ba dạng đuôi này thôi, đúng không? Đấy, ba dạng đuôi này thôi đấy. Đó, bây giờ chúng ta xem nhé. Bây giờ sang này, giống cái là gì? Ươi, giống cái là aya, đúng chưa? Giống chung là gì? ông Chung chung là OE oye đấy, giống chung là oye. Và số nhiều là gì? số nhiều là Ye đấy, đó. Đứng trên ạ. Thế vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nó biến đổi sang sang cách 6 nhìn ạ. Đây là cách 1 đúng không? Đây là cách 1 nhé, cách 1 đó. Thế thì chúng ta cùng biến đổi sang cách 6, cách 6, cách 6. Ư thành gì? ôm Ôm đấy. Đấy, ư thì ôm, giống cái là ai thì gì? Ai thì ôi, em ai thì ôi ôi đấy. Đấy, ôi à đấy, ôi ôi thì lại thành ôm đấy. Ư thì thành gì? Ư thì thành ư, ôm ư thì ư ức ức đấy. đây đây Đấy, thế cho nên là đây là gì? Chúng ta sẽ bỏ cái giống chung này đi, giống chung thì giống từ giống nhau mà, nó bỏ đi cho đỡ phải nhớ đó. Thế nào? dùng chung cũng được Thế vậy chúng ta chỉ cần là gì? Chúng ta chỉ cần chúng ta chỉ cần là giống được này, giống cái và số nhiều thôi đấy. Giống được, giống cái, số nhiều. Đang Đúng chưa nào? Thế bây giờ đuôi y y, đuôi y y, đuôi y thì nó có hai loại. Đuôi y nó có hai loại đuôi y. Loại đuôi y thứ nhất đó là dạng đuôi kỳ y, Đà. viliki đấy, viliki chẳng hạn đấy. Dạng đuôi thứ hai Dùng là siropi, không phải, Đà. dạng đuôi thứ hai là có đuôi shi, karoshi đấy. Dạng đuôi thứ hai là dạng đuôi karoshi, shi đó. Thì hai cái dạng đuôi này nó biến đổi khác nhau, mà nó chỉ có hai dạng này thôi đấy. Kỳ kỳ. Thế bây giờ cái giống được là gì? Thành Chúng được côm, là cùng côm đấy. Giống cái thì gì? Thành côi côi đấy, giống cái thành côi. Cái thành côi. Vili cơm, vili côi. Avili cơi stra nhẹ đấy. Số kích nhiều là gì? Số nhiều là vili kích, kích 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 kích, vili kích đấy. Bây giờ shi y karoshi, karoshi thì giống được thành gì? kích Karoshem, kích karoshem. Đấy, à karoshem. karoshima
đấy, Harosu. Kharosem Em. đấy. À, tiếp theo là gì? À, nếu mà giống cái thì Kharosem đấy, Kharosem. Thế và số nhiều thì gì? Kharosem, Kharosik. Kharosem đấy, Ức đấy. chức. À, ví dụ nhé, ví dụ nhé. Vâng. À, đây là ví dụ này, Vâng. là khá rổ xem, à khá rổ xem đấy, à giới từ giới cách mà, à, cái sau là giới cách mà, à khá rổ xem đấy, à khá rổ xem, à khá rổ xem đấy, đấy, à khá rổ xem, à khá rổ xem đấy, đó em nhé, à khá rổ xem. À, thế lấy một cái từ nữa với cái dạng với cái dạng đuôi y nhé, Maguchi. Maguchi, à, đấy, Maguchi. Maguchi là gì? Hùng mạnh đấy, Maguchi hùng mạnh. Thế đây em thấy là gì? Nếu mà đuôi ca cờ thì nó bình thường, đuôi sờ, đuôi chờ nó mới là đặc biệt đấy. Sờ. Ở đây là chờ. Chờ. Đó. Đây là chờ. Đó, à chờ. Maguchi. À đấy. À thế mình Amaguchi. Amago Amaguchi. Chiếm. Đó, Amaguchi. chém Yamaguchi. mau Đó. À, mình ví dụ nhé. A Ma gu chém Maguchi. chém Maguchi. Đó. Đấy là cái cách biến đổi của nó đấy. Đến đuôi ôi giống đuôi ư, chả khác gì cả. Ôi. Ôi thì bây giờ cách một nhé. À, cách Vâng. một, cái một đuôi ôi, à, cái một đuôi ôi, ôi, à đấy, ôi, a, cách một này, à, giống cái là gì? Ai à? Ôi dùng cái là ai nhỉ? Đấy, và số nhiều Vâng. là gì? Ui. À, ư đấy, Ui. ư. Nhưng đây là gì? À, đây là ví dụ như là chúng ta sẽ lấy từ gà lu bồi, gà lu bồi, Là lúc bồi. galu bồi đấy, galu bồi, à galu bài, à galu bài, à Là lúc bài à? à galu bưởi, à galu bưởi đấy, galu bồi, galu bài, galu bưởi. Thế bây giờ sang sang cách 6 này, cách 6, à cách 6 sẽ thành là gì? À, Ra cách lúc 6 sẽ bồn. thành nó thành ôm, Ra lúc bồn. ôm đấy, galu bồm, à, ôm. À, tiếp theo là ai là thành ôi Ga lúc bồi. đấy, như bình thường đấy. Thế và số nhiều thành gì nào? Ước đấy, Ga lúc bức à? lu Nè, bự đấy. Ga lúc bức. Đấy, à, em là À, ma, em muslin spraxis. no Tức là cái thân từ mềm ấy ạ. no Tức là cái sờ chờ ấy thì sau sau biến đổi nó không không theo cái quy tắc nữa mà nó sau nó là cái từ ia. Đấy, thì có phải là nó bao gồm 7 nhóm từ không anh? đúng Sờ rồi, sờ đúng sờ. rồi, nó không như nó, em cứ phải như thế này, này em đừng bao giờ dập khuôn đấy, đừng dập khuôn, bởi vì Vâng nó có thể vâng. thay đổi. Ví dụ đây cái đuôi ôi này mình đang muốn giải thích này, cái đuôi ôi này đấy, đuôi ôi này Vâng có vâng. khi là nó cũng khác nhau đấy, à đúng không? Thế bây giờ Vâng. mình lấy một cái ví dụ đuôi ôi khác đấy, à, đuôi ôi khác pla khôi, pla khôi đấy, pla khôi đấy, à em nhìn thấy đuôi ôi đó, Vâng. pla khôi. Nó cũng là có khờ, cũng là một trong bảy cái phụ âm đặc biệt đúng không? Đấy. À, Vâng. apla khôm. Apla khôi, apla khi đấy. À, nếu mà từ Đây. pla khôi thì nó không phải là pla khư mà là pla khi, bởi vì sao? Là đứng đằng sau khờ người ta không được viết ư thì nó là y thế thôi. Đấy. Đa Đó. khi Thế coi đây như là này. à đây là gì? À, đây là à pla khôm đấy. Pla Nè. khôi đấy. À, và pla khi, đấy, pla khi đấy, Ba. pla khôm, pla khôi, pla khi. Bởi vì sao? Đứng sau khờ không được viết ư, thế nên viết thành y đấy. Đó. À, bây giờ à, lúc nãy quay trở lại đây mình còn quên một cái trường hợp nữa. Đó là cái trường hợp là gì? Trường hợp nó là gì? Nhi, si nhi chẳng hạn đấy, si nhi. À, đấy, si nhi. À, thế là si nhi là si nhi ye đấy, si nhi. À đó. Thế nếu mà Xin à, giống được cái sáu là gì? Xí nhì em. À xí nhì em đấy. À xí nhì.
xí nhỉ. À, mặc dù cái đúng không, Vâng. đau hết cái đầu luôn, chẳng chẳng làm thế nào nhớ được luôn đấy, không nhớ được luôn Vâng. đó. Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái bảng này đi, bỏ cả cái bảng này đi đó. Thế thì chúng ta chỉ cần nhớ thôi đấy, chúng ta chỉ cần nhớ là tính từ ở cách 6 nó có bốn dạng đuôi, đó là dạng đuôi ôm, Ôi, ôm, yem đấy, em, ôi, ôi, dê đấy, y, ôm yem ôi yem. à, Nhưng mà dê. đây là gì? Ôm yem ôi là số ít đấy, số ít. À thế và số nhiều chúng ta sẽ là Nhiều gì? là ức Ức, y ức và y. Vậy thế là xong nè. đấy, thế là xong, thế thôi đấy đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biến đổi thử xem nhé. À chúng ta chỉ cần cả cái bảng rất dài loằng ngoằng rồi đấy, người ta gọi là bảng. Thế bây giờ chúng ta chỉ cần tổng kết lại, nó có 6 cái dạng đuôi này thôi đấy, ôm em ôi dê thì dễ rồi đấy, ước ít thế là xong đấy đó. Thế chúng ta sẽ cùng nhau thử làm bài tập nhé. Làm bài tập đó đó. À bây giờ chúng ta sẽ có cái bài tập này. Моя бабушка живет деревня. Là gì? Деревни. Вот деревня. Đấy. Деревни. Вот деревня. Bởi vì sao? Cái đuôi Деревни. đuôi nha này nó không phụ, không giống, không phải là một trong bốn cái đuôi này. À, это не е, đúng không? Thì nó phải là Не, е, đúng không? Nó có phải là một trong đúng bốn không? đuôi này đâu. Em hiểu Vâng chưa? vâng đúng không? Thì nó phải là Em nhìn е. nhầm. Vâng. À đúng chưa nào? Đấy. Nhưng mà đọc là Vâng. gì? Vợ dê đẹp vợ Vợ đi về nhé. Đấy. nhà. Đã. Đã. Đi về Y nhà. vô chết ra bố tết na. Là sao vô Na tiền. ra bố dê. Y vô chết. Ra bố tết na ra bố dê. À thế gì? Ra bố là luôn luôn đi với giới từ na. Đấy. Giới từ na. Đa. Tạ. Na si radich được khai út na. Na yêu ghẻ. Na dìu ghê. Đấy. Na dìu ghê. À. Ra bố đi với giới từ na. Từ chỉ phương hướng đi với giới từ na đấy, chỉ Na phương bốn phương tám hướng đấy, phương đấy. hướng. À, Na đông tây nam phương bắc đấy. hướng. À, chỉ phương đông tây nam bắc thì là gì, là đi với giới từ na đấy đó. Na. Ban giặc là ai vậy, À, ban sắc. có biết ban giặc là ai À, không? đây là Nhà nhà văn đúng thơ không, ban sắc. nhà văn đấy, Nhà nhà văn, văn, nhà nhà văn đấy, văn, vâng, nhà văn nhà ban văn ban sắc. giặc đấy. Rương và Francie. Brazil. Francia, đây là đuôi y à. Đây là một trong bốn dạng đuôi này, y à đây. Thì nó sẽ là y. Đấy, nó sẽ là y. Brazil. À, va Francie, đấy. Brazil. Va Francie, đấy. Pushkin. Moscow. Radился Moscow. Đây là Moscow, đúng không? Moscow, nó không phải một trong bốn dạng đuôi kia thì nó là y. Đấy. Môi brother chips. Universitet. Yeah, đúng không? Yeah, just a do my you. Master. À đây là danh từ match, là một danh từ biến đổi đặc biệt, chúng ta phải nhớ như vậy đấy. Danh từ match trong trong tiếng Nga có hai danh từ match và Deutsch. Match Match. và Deutsch đấy, Deutsch Deutsch. là hai danh từ biến đổi Match. đặc biệt đấy. Deutsch. Match sang số nhiều sẽ Match. thành là Deutsch. macheri, À, Macchiari. macheri sang số đấy, sang số nhiều đấy. À Deutsch sang số Nè. nhiều sẽ là docheri, docheri. Một có con Deutscheri. gái, nhiều con gái là đồ chia đi đấy. À đấy. Nè. Đấy. Cái sau đây là ma Mời. chia đi đấy đó. À, cách năm là ma chia riu, ma chia riu đấy, ma chia riu Material. đấy. Thế là sang số nhiều thì nó khác rồi, sang số nhiều ma chia đi, 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 mi ma chia đi đấy đó. Nhưng ở đây điều thú Nè. vị là gì? Điều thú vị là cái định dạng của nó không nhiều đấy. À định dạng của nó là gì? Cách hai má chia đi giống hệt như cái số nhiều má chia đi, cách ba là má chia đi, cách sáu là má chia đi đấy đó. Thì cái từ Doge cũng vậy đấy, cái Doge tương tương tự như vậy. À chúng ta lấy từ Doge, Doge, à Doge, đồ chia đi. À sang đây là đồ chia đi, sang đây cũng là đồ chia đi. À đấy. Cái sáu là đồ chia đi đấy đó, cái sáu là đồ chia đi, nó có tạc vật đấy đó. Thế vậy thì à thế bây giờ Được giờ đang sắp hết rồi, cho nên là mình xin phép nhé. Nên là bây giờ là anh gì, ạ. chúng ta sẽ là chúng ta tóm lại là gì nào, danh từ trong cách 6 đấy, danh từ trong cách 6 có hai dạng đuôi e và y
Đấy, Y mọi ye và người. y. À nếu mà y thì nó có bốn dạng đuôi như này, y e, y ya và đờ dấu và dấu mềm đấy. Không dứt khoát cứ phải là đờ. Nhưng mà phải chính xác đây là gì? À nó sẽ có cái dạng là dấu mềm thôi. Đấy. Nó có dạng là dấu mềm. Vâng. À nó dạng dấu mềm cho nên là cái chữ đờ này mình bỏ nó đi đấy. À, đấy. Đó, nhưng sẽ bỏ cái dạng đờ, bỏ cái dấu mềm đi. Không có là à, người ta sẽ tả. Vâng. À, người ta sẽ lẫn đấy. À bởi vì sao? Không phải cứ dứt khoát nó là dấu mềm. Tả, mình sẽ bỏ cái này đi. Bất tả. Nó chỉ là dấu mềm thôi. Bất tả, bất đấy. Đó thì nó sẽ là đuôi y, còn lại tất cả còn lại sẽ là đuôi ye. À về tính từ sẽ có dạng đuôi ôm em ôi ye và ước ít. Đó, đại khái là như vậy. Nó tác khá là sure. Thế như vậy là hôm nay chúng ta đã dành thời gian để ôn lại cái cách 6, lần sau chúng ta sẽ làm bài tập nhiều hơn đấy, khá sốc đấy. Đây. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Hẹn Lát nữa. tới thứ sáu anh nhé. À spasibo, desida nya paka. Bác sĩ, À desida nya paka paka.